Vâng, dạ hôm nay thì con có điều ơi. Đứng đây luôn đi. Ê Thủy, lên đây luôn. Sao vậy? Dạ, cô yêu đứng đây. Đứng đây, lên đây chung luôn. Hát luôn, hát chung. Rồi máy quay sẵn sàng hết chưa? Lên đây hết đi. Cho em xin một chút xíu thôi. Trang ơi, em mời Như, mời Trang. Có mời mẹ, là mời ba. Như lên, lên đây. Anh Huy luôn, anh Huy nè, anh Hưng nè. Mình lên đây chút xíu, con kia mình lên hết đi nè. Mời gia đình, con mời cô nghệ sĩ nhân dân Hoài Miêu, chị yêu, chị ruột, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân. Chị ơi, lên đây với em chút xíu. Dạ. Lên luôn chị Trúc Ly, hai vợ chồng lên với em nha. Lên luôn chị Khánh Băng, lên luôn. Chị Khuyên, lên mời em Bách Quang. Dạ mời đại gia đình mình á, con mời đại gia đình mình, anh Huỳnh Anh lên luôn đi. Nghe chuyên ngoài, đưa ai like giùm đi. Đã nói rồi, làm sân khấu 8 mét mà bị đấy đó. Rồi đẹp quá, đội hình quá trời. Quá hạnh phúc luôn, oh my god. Rồi còn thiếu ha. Ê kiếp. Dạ. Mẹ khoan mẹ lấy con cái. Dạ. Hôm nay á, là cái ngày thực ra đặc biệt mà thực ra đó tháng 10 này con cũng muốn nhân dân ngày sinh nhật, cũng là cái ngày sinh nhật của mẹ yêu Châu Ngọc, mẹ của con Ngọc Huyền Châu. Dạ cho nên là con muốn hôm nay được chúc mừng sinh nhật mẹ yêu luôn của mẹ, là ngày 10 tháng 10 cũng sắp đến rồi. Thì hôm nay có một cái điều đặc biệt trong ngày sinh nhật, cái ngày mà để con rất là luôn biết ơn ba mẹ đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Nên chính vì vậy mà các chị em con hôm nay, chị Ba Linh, Châu Ngọc Linh ở Mỹ cùng với Châu Bảo đang ở Mỹ, nhưng mà cũng luôn mấy chị em cũng luôn bàn luận với nhau rồi bí mật để tạo một cái niềm vui bất ngờ nho nhỏ gửi đến cho mẹ yêu. Và dạ ba cũng biết nữa, bí mật của mấy cha con thôi. Dạ, rồi bây giờ để mừng sinh nhật mẹ nha. Rồi em ơi, đem hoa cho tặng mẹ. Dạ, happy birthday, hai ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, hai ba. Happy birthday to you. Chị cha, happy birthday to you. Động quá. Bất ngờ. Cũng xin cảm ơn tất cả. Bất ngờ cảm xúc. Cảm ơn các con, cho Ngọc Linh, cho Bảo ở bên Mỹ vẫn nhớ về mẹ. Cảm ơn con gái cho Ngọc Ti. Dầu con đã lớn rồi nhưng lúc nào con vẫn là con chúa bé nhỏ trong lòng của ba mẹ. Kệ nó, con ế đi ở với ba mẹ, đừng lấy chồng khổ lắm. Công chúa trong lòng ba mẹ. Nó ở với anh chị, em biết không, ở với anh chị cho vui. Chứ giờ mấy đứa đi hết trơn rồi, có hai vợ chồng già, rồi ở nhà giống như anh chị già vậy đó. Mới, em biết không, Mỹ biết không, mới hôm qua đó, cho Ngọc Tiên nó tổ chức một lần, nó tổ chức hoành tráng đó, nó không chỉ là nhỏ đâu, em biết không. Cái sai biết không, nó làm từ trên kia tới xuống đây cho 18 mét đó. Thôi thôi quay đường, cái ba mẹ về thấy hết hồn, cái khung quá cho bự vậy, thôi con tớp lại. Cái xong cái anh chị đi đi gặp giá, xong cái nó nhắn tin em biết sao, yêu cầu anh chị ngày mai sinh nhật của cho Ngọc Tiên, anh chị vui vẻ lên, anh chị đừng có làm cái kiểu chỉ buồn á, rồi tôi sẽ đi lấy chồng tôi hỏi anh chị cô đơn. Trời, nó hăm dọ vậy đó em. Bởi vì anh chị này rắn mà vui. Cảm ơn. Nhưng mà vui không? Nhưng mà đó, nhưng mà vẫn rất là nghe lời, vẫn tóm gọn lại như đây nha, gia đình tình thương. Dạ. Cảm ơn tất cả. Phải là một điều bất ngờ con gái nó làm. Bởi vì tặng cho mẹ cũng là tặng cho ba, vì vậy cho nên Châu Thanh rất là hạnh phúc, rất là yêu thương
mình cảm thấy là trong cái đời không có gì hạnh phúc cho bằng. Dù một viên kẹo của con cho thôi cũng là có niềm hạnh phúc lớn nữa. Mà hôm nay con nó tặng cho nhiều hơn viên kẹo, là nhiều cục kẹo. Cái này một tràng kẹo, kẹo này là kẹo sô-cô-la. Thì cảm ơn thật nhiều cái tình yêu thương của các con đã luôn yêu quý cha mẹ. Đó là thì hôm nay trong ngày sinh nhật của con, ba cũng nhắc lại con, tụi con câu nói thế này: không có cái phước nào lớn cho bằng người con có hiếu, và không có cái tội nào lớn cho bằng là người con bất hiếu. Vì vậy cho nên ba mẹ rất mừng là các con biết nghĩ đến ba mẹ là cái điều hạnh phúc vô cùng. Ba mẹ sung sướng lắm trong cái niềm vui này. Có thể là ba sống ba mẹ ví dụ như sống 80 đi, có thể lên tới 90. Cảm ơn con, cảm ơn các con ha. Và cái điều quan trọng nhất là xin cảm ơn chồng xóm. Cảm ơn chồng xóm nha, những chồng xóm thân yêu, vợ chồng của Lộc, của Nhu. Rồi cảm ơn tất cả những bà con chồng xóm mình đã dành thời gian hôm nay, đã cho Thanh có những giây phút mà để cùng vui với gia đình. Nhưng có gì thì rất mong được tất cả thứ lỗi cho. Và vì trong cuộc sống thì đời người cũng rất là ngắn ngủi, lâu lâu mới có được ngày vui. Kính mong tất cả cùng thông cảm trong cái ngày vui hôm nay. Và thì thời gian sắp tới, và chỉ còn có vài mời cả nhà cùng ở lại đây trong vài giây phút nữa để thưởng thức thêm vài tiết mục văn nghệ nữa. Mà những tiết mục này là tất là những người anh em thân thương cũng của gia đình Châu Thanh. Nên hôm nay dành thời gian đến đây, rất mong được hát để đáp lại tình cảm yêu thương của bà con chồng sống. Và xin cảm ơn cả nhà thật nhiều, xin trân trọng cảm ơn. Mời tiếp tục văn nghệ. Tiếp tục văn nghệ. Mục Ti sẽ gửi đến những bài hát để đáp tình của tất cả bà con. Vậy xin mời tất cả bà con mình dành cho Mục Ti một tràng pháo tay. Bây giờ con xin đến đây là cả nhà rất là tình yêu thương, con rất là hạnh phúc vô cùng, rất là xúc động. Con xin được gửi lại món quà của con đến tất cả các cô chú anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Một ca khúc rất là sôi động và dễ thương của nhạc sĩ Hồ Phi Thanh được mang tên Rồi Tới Luôn. Dạ. Yeah. Tới luôn. Chơi.
người bạn mới vô của Tiên. Rất là đẹp trai, mà phải nói là bao nhiêu năm trời trôi qua thời gian nhưng mà vẫn đẹp, thấy nét đẹp anh vẫn đẹp. Đó là hot boy Linh Tâm. À, rồi chút nữa thì tới các cháu nha, các cháu cũng rất vui trong buổi sinh nhật hôm nay ha. Chú Thanh rất là hân hạnh được đón tiếp tất cả các cháu. Rồi xin mời mời em trắng đỏ trắng nghe ha. Anh làm em ngại quá, xin lỗi anh nha. Linh Tâm xin chào tất cả các cô chú anh chị hôm nay có mặt trong ngày sinh nhật của bé Trần Ngọc Tiên. Xin lỗi anh nha, mỗi năm em đến đây là do lời mời của anh, nhưng năm nay em ngon rồi. Ta nói mưa trên trời rơi xuống phải không, bây giờ mưa dưới đất mưa lên. Gái anh mời chứ không phải anh mời. Thành ra đáng lý hôm nay là cái tư cách của em đó là kêu anh bằng bác rồi. À, thành ra bây giờ thôi nha, coi như là bữa nay em cũng hứa với con cháu rồi, chừng nào nó dẹp là em về. Đã không? Đã không? Rồi, chừng nào nó dẹp em về, em còn tặng sau nữa. Giờ thì phải nói là mỗi lần mà được lên hát nó vừa rung mà vừa lo vô cùng luôn. À, mỗi lần lên hát là thấy có cái gì nó gọi là nó nao núng trong lòng vô cùng. Bây giờ thì chắc có lẽ là thôi ráng đi, tới đâu hay tới đó rồi các bạn ha, các anh các chị ha. Cái người nào lên hát cũng căng thẳng với trời với đất luôn, ai cũng thoải mái nhưng mà tôi rung mà. Em trai ơi, ai đàn vậy? Anh Hiểu, à anh Hiểu, anh Hoàng Hiểu của tôi. Anh đàn 19-20 nha anh. Rồi cho em bài mỗi lần đi xa thì có lẽ một điều mà lúc nào cũng vậy. Những đứa con, đừng nay đến đây với bên cạnh một đứa con. Đứa con mời thì phải hát bài hát cho con. Một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn được mang tên là Mẹ Hai và là dòng cổ của tác giả Hoàng Sông Việt. Mời quý vị thưởng thức ạ. À, tôi không ai vô tay cho nó trời ơi ta. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già mòn mỏi trong con đến bao giờ. Anh nhà mời lên kêu quên anh ca nhạc được không ạ? Được không em? Cái anh ca nhạc dở lắm, anh biết luôn á. Tự nhận đi. Cái này cho làng nhìn chiều thu lòng nhớ chờ mong.
giữ mãi chữ hot boy. Tôi phong độ đến đẹp trai ha. Cảm ơn em thật nhiều. Nào, cùng vui lên anh. Dạ. Bài đó là nó nằm trong mắt sắp nhiều bài lắm á. Hãy đến với em bà ơi. Hãy đến với em. Hãy đến với em hả? Một bài hả? Đến, đúng rồi, hãy đến với em. Một lần nữa. Dạ, tiền nằm cổ kìa. Hãy đến với em. Em hát loạt nhiều bài được không? Được. Được hả? Thì tới tháng mà thì muốn... Bây giờ hát một loạt tại vì cái đâu nó nằm trong cái mắt sức. Một nồi. Rồi đi bà Lê Trang có lên bà nhảy nè. Em thấy chị mắt nhảy lắm rồi đó. Mắt nhảy lắm rồi. Dạ. Giờ cho em hát một cái liên khúc một nồi được không ạ? Rồi, rồi liên khúc một nồi phải không? Rồi. Tên liên khúc một nồi là bữa cho nó thể. Nó ở trong cái nhạc diễn đó thể rồi. Ví dụ đoàn. Có luôn hả? Lên vũ đoàn liên khúc một nồi, liên khúc một nồi chơi luôn, chơi, chơi, dạ. Mấy anh chị ra sàn nhảy luôn đi à, anh Huy ơi. Em thích tình bờ đi nè. Đây là chồng bà Ly nè. Mình bớt anh lại, mình ra mình tập thể thao đi rồi. Yeah.
ông bà nhạc nhảy coi. Vô. Thank you.
Hôm nay thì anh em nghệ sĩ mình rất là đông, nhưng có một cái người là phu nhân, phu quân của một cái nữ danh ca, nữ danh ca Cẩm Tiên, đó là Đức Lâm, chồng của Cẩm Tiên sẽ giúp vui một bài hát. Xin trân trọng mời Đức Lâm. Ít có khi hát lắm, nhưng hôm nay vui lắm, vui lắm. Nên Đức Lâm sẽ hát một bài để tặng cho tất cả chúng ta. Xin mời cả gia đình mình dành cho Đức Lâm một tràng vỗ tay. Dạ anh ba, hôm nay sinh nhật của cháu mà bắt cỡ nào cũng phải đi nữa. Cho anh xin bài cha 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 của Nắng Chiều đi em. Nắng Chiều cho Phương Nam. Đặc biệt là Châu Thanh với lại Đức là hai anh em đã chơi với nhau đây gần 30 năm rồi. Mà Đức thì phải nói là có cái biểu diễn đẹp lắm, tại Đức là bạn thân của Nguyễn Hưng. Vì vậy cho nên Đức nhảy phong cách đẹp, thật là đẹp. Hôm nay là rất vui được ngắm lại bước chân nhảy của em. Thank you. Anh nhớ
chân về qua cơn đắng chẳng nhớ câu chuyện hiện tại chẳng biết bây giờ người duyên kẻ về đâu nơi anh về thường dấu dòng ngắn câu hò tôi thấy tình bạn luôn kỳ vô kẻ hòa tình biết đâu mà tình anh nhớ tâm xa dưới che là em nói mình anh hay lớn thương chùa khi nắng đưa chiều đêm nắng chiều chùa mây lớn thương chùa khi cảm ơn Đức Lâm thật nhiều. Kính thưa đại gia đình, trước khi hát thì một lần nữa Châu Thanh phải nói là hết sức cảm xúc trước tình cảm và yêu thương của tất cả các anh chị, các em, các cháu và tất cả anh em đồng nghiệp đã về đây trong ngày sinh nhật của con gái của Châu Thanh và ca sĩ Châu Ngọc Tuyên. Một lần nữa Châu Thanh xin cảm ơn sự yêu thương dành những giây phút thật là quý báu thế này. Châu Thanh xin trân trọng cảm ơn thật nhiều và kính chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, đồng cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và thành công như ý. Đừng khóc, đừng khóc, chạm cái này đừng khóc, đừng khóc nha, đừng khóc. Cảm ơn em. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các cô, các chú, các anh, các chị đã đến đây để dự một buổi tiệc sinh nhật của Châu Ngọc Tiên. Cẩm Tiên cũng là một đứa em của Châu Thanh, là người cô của Châu Ngọc Tiên cũng đến đây để chúc mừng cho con. Chúc cho con càng ngày càng trẻ đẹp. Chúc cho con một cái tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui, hát thật là nhiều show, được mọi người yêu thương. Và mong rằng sẽ có những phần quà đặc biệt hấp dẫn đến với con trong ngày hôm nay nha. Cảm ơn Tiên Cô, hôm nay con rất là hạnh phúc và xúc động được gia đình Tiên Cô nè, rồi chú Đức và đặc biệt nhỏ em ruột của con Tiên Kim, cô gái mà rất là xinh đẹp nhưng mà lạ, nghe em con lạ, thích xuất hiện lắm. Dạ, cho nên là hôm nay là thương dữ lắm đó, là nhỏ em tới. Cảm ơn em yêu nha. Con cảm ơn gia đình Tiên Cô rất là nhiều. Dạ, cảm ơn con. Thật sự là Tiên Kim nó không có đi đâu hết trơn á. Cuộc sống của em nó ở nhà không ạ. Giờ hôm nay là thật phải nói là Kim nó cũng rất là thích con. Cô mong rằng Châu Ngọc Tiên và Tiên Kim sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ hơn nữa ha. Hai chị em cứ miss nhau đi rồi đi chơi đi ha. Dạ. Rồi rồi, cô cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Còn bây giờ bài hát Châu Thanh và Cẩm Tiên xin trân trọng gửi đến tất cả gia đình chúng ta là một bài ca rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thành và Đặng Minh. Bài hát được mang tên là Ra Duyên Anh Cưới Tiên. Hả? Cái gì? Anh nói gì? Mình ai sinh nhật cho Ngọc Tiên nói lại coi. Không, hả? Mình đứng trên sân khấu anh có quyền nói mà. Khi nào ở dưới thì anh không dám nói. Cho nhạc vô giùm em đi. Là chứ. Đây nè, như có đây nè. Lúc nào bà lớn không kiếm tôi vừa. Ngô thì thời con yêu leo dây, anh ơi em vẫn chờ, phố duyên mà thiên lý ngộ, bao lâu em cũng chờ. Mình gặp nhau đây chung, đây họ đang cưới chung sắc son, bao lâu em cũng chờ.
tình thâm thêm tình. Anh ơi, đã thương nhau, anh chớ rời.
Thanh. Xin cảm ơn tất cả các vị quan khách quý đến họp mặt gia đình của anh Châu Thanh hôm nay. Có lẽ là Cẩm Tiên sau khi xong ca với anh Châu Thanh rồi thì Cẩm Tiên xong ca với anh dưới nữa. Dạ, em đang đắt xô lên. Dạ. Ok, anh cảm ơn em.